Mùa mít năm nay các bác nhà mình đã chuẩn bị bao bọc chưa ạ? Và hôm nay xưởng may bên em thì đã may xong túi lưới thái. Đây là một dòng túi lưới thái siêu bền giúp các bác nhà mình bọc quả mít tới 20 kg luôn. Thì bên xưởng em sẽ may tất cả các loại túi nhé. Em sẽ quay qua về túi bao bưởi này, bao cam, bao xoài, chất liệu bằng vải chống nắng, chống tia cực tím này. Còn đây là túi lưới, túi vải và túi lưới sẽ khác nhau hoàn toàn nhé. Về túi mít này thì bên em cũng may túi vải, may túi mùng mềm. Và đây là cái mùng, là đây là cái lưới thái, là dòng lưới cứng và khỏe bền nhất dành cho các bác nhà mình bọc mít. Với cái túi mít này thì em sẽ bỏ ra và đo kích thước cho các bác nhà mình nắm bắt được nhá. Túi bọc mít thì hôm nay em đang may túi là kích thước là 50 70. Trong mùa bọc mít này thì đây là một cái dòng túi rất chi là cần thiết các bác ạ. Chất liệu lưới này các bác nhà mình có thể sử dụng bền tới 4 tới 5 năm luôn. Đấy, và cái dây cước ở trên đỉnh của nó ta có tác dụng như nào thì bây giờ em sẽ để hẳn nó dưới đất như này để đo cho các bác nhà mình nhìn cho nó chuẩn về kích thước nhé. Kích thước thì em đang đưa tới các bác là 50 trên 70. 50 trên 70. Đấy, chiều dài của nó là bao nhiêu? Rộng là 50 nhá, chiều cao là bao nhiêu? Chiều cao của nó sẽ là 70 nha các bác nhé, 69 70. Đấy, và em quay về cái miệng túi cho các bác nhà mình được xem. Thì trong thời gian gần đây thì đây là một cái bao túi mà đang được các bác nhà mình sử dụng nhiều nhất. Với cái dây này nha, em sẽ thít vào cho các bác nhà mình xem. Nếu như quả mít của các bác mà có nặng quá ấy, thì các bác có thể là sử dụng ngay cái dây này để treo lên trên cây để cho cái quả mít của các bác nó đỡ bị nặng đấy ạ. Và cái túi này thì để làm gì? Để chống ruồi vàng, chống tiện, chống ruồi vàng, chống sâu bệnh và giữ cho quả mít của các bác nhà mình một cái trạng thái là đẹp nhất cho các bác nhé, không bị sâu cắn đấy. Và với cái túi lưới thái này, đây là dòng lưới siêu bền chống cả ruồi vàng, chích hút nha các bác nhé. Về dòng túi lưới thái này hiện nay em đang cung cấp trên toàn quốc và 100 túi thì em đã miễn phí ship tới tận nhà rồi. 100 túi thôi em đã miễn phí ship nha các bác nhé. Thì nhà bác nào nhiều hay ít, nếu như 50 chiếc thì em cũng gửi. Và với một bịch này thì đang là 50 chiếc đây các bác này, em sẽ dơ hẳn một bịch lên cho các bác thì mình xem một bịch đấy nhá. Đấy, một bịch là 50 chiếc, còn các bác thì mình mua 100 chiếc thì sẽ nhận là hai bịch. Đợt này em sẽ đóng là 50 chiếc một bịch. Và với chất lưới thái siêu bền này các bác thì mình mua bên em nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền nhá. Thì em nói luôn tới các bác là cái thành cao của túi cắt là cắt 70. Nhưng mà khi gập vào như này thì nó sẽ không được 70 nữa đâu các bác nhá. Và em sẽ may viền rất chỉ là chắc chắn như này, làm thủ công 100%, kể cả một túi em cũng làm thủ công hết nhé. Về số lượng của bên em thì rất chỉ là nhiều. Bác nào anh nào mà đang xem được video mà đang quan tâm tới túi bao mít, bao xoài, bao ổi, bao cam hoặc bao mãn cầu thì em sẽ có đầy đủ để tư vấn và cũng như phục vụ các bác, gửi tới tận nhà các bác luôn. Với video này đây là dòng túi mít nha các bác nhé. Các bác nhớ nói là túi mít lưới thái cho em. Bác nào cần túi bưởi thì em có kích thước lớn nhất là bao bưởi da xanh là 30 trên 35. 30 trên 35 và 30 trên 30. 25 trên 30 và 20 trên 20 đủ loại luôn. Đấy, và bên em thì sẽ gửi đến tận nhà, nếu như túi bưởi, túi cam cứ 1.000 cái là em miễn phí ship hoàn toàn. Còn về túi mít thì 100 cái em đã miễn phí ship hoàn toàn rồi. Bên cơ sở em, bên xưởng em để số điện thoại trên màn hình video này. Chỉ cần các bác thì mình liên hệ trực tiếp, em sẽ tư vấn và sẽ đưa tới tận nhà các bác luôn nhé. Đấy, bác nào đang có nhu cầu về túi bọc mít, túi bao mướp, túi bao xoài, đấy, hãy cứ liên hệ trực tiếp tới đơn vị em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.